Tôi tên Lê Thị Nguyệt, sinh ngày 11 tháng 1 1992, số hộ chiếu B577788881, tháng 8 2016 nhập cảnh Đài Loan, công xưởng đá mài Trung Quốc đảm nhận công việc thao tác máy. Tôi hoàn toàn hiểu rõ thu phí môi giới của chính phủ Việt Nam. Tôi hoàn toàn hiểu rõ nội dung dưới đây trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Nhập cảnh nộp 4.200 USD, trong đó có 600 USD tiền cọc phí. Dụng này bao gồm tiền visa thường, vé máy bay sang Đài Loan, không bao gồm tiền làm giấy tờ cá nhân, tiền đi lại, tiền đưa sân bay, tiền thuế, tiền visa nhanh. Nếu giải phóng hoặc hết hạn hợp đồng, tôi sẽ lấy 300 USD trong tiền đặt cọc để mua vé máy bay khi về nước. Công ty quốc doanh Việt Nam môi giới Đài Loan cho thuê Đài Loan qua không thu của tôi bất kỳ khoản nào khác. Tôi hiểu rõ quy định 95/2013 NDCB ban tố ngày 22/8/2013 về việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Nghị định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/10/2013. Dựa vào điều 35 của nghị định này, người lao động vi phạm các quy định trên phải bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Người hết hạn hợp đồng không về nước và ở lại cư trú tri pháp, người bỏ trốn khỏi nơi làm việc và không về, dụ dỗ lừa gạt lao động ra ngoài làm việc phi pháp, sau khi nhập cảnh lập tức bỏ trốn. Những người vi phạm các điều khoản trên sẽ bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng, bị trải về nước và bị cấm xuất nhập cảnh từ 2 đến 5 năm. Nếu không phát sinh bỏ trốn hoặc phạm tội lớn sẽ được nhận lại 300 USD tiền cọc. Nếu bỏ trốn hoặc phạm tội lớn sẽ không được nhận lại bất kỳ khoản nào và mọi chi phí về nước phải tự chịu. Ngoài số tiền nộp ở trên ra, tôi không nộp bất kỳ khoản nào khác cho trung tâm môi giới, người giới thiệu, người đầu nguồn. Ngoài số tiền nộp ở trên ra, nếu tôi phải cắt khảo khác thì chúng cũng không liên quan đến công ty quốc doanh Việt Nam môi giới Đài Loan, chủ thuê Đài Loan không liên quan đến. Tài liệu này đã ký và lăn dấu vân tay, coi như đã đồng ý và hiểu tất cả nội dung của các hiệu lực như tài liệu pháp lý.